Cũng may nhờ có Thơ Nguyễn kéo chúng ta vào bụi cây. Nhưng nếu cứ nấp như vậy thì người dân sẽ gặp nguy hiểm mất. Phải tìm cách chữa bệnh cho mọi người mới được. Chỉ có gia đình nông dân siêu phàm mới có thể chống lại hội ác nhân. Cảm ơn em Thơ Nguyễn đã đến cứu anh chị. Em vừa biết tin là chạy tới đây ngay. Không biết các bạn thú rừng cây thần kỳ có sao không nữa. Em mệt quá, không còn sức để chạy nữa. Việc cần làm bây giờ là phải tìm ra được thuốc giải cho mọi người. Mọi người ở yên đây, em sẽ đột nhập vào phi thuyền của hội ác nhân. Không được, nguy hiểm lắm. Chị không thể để em làm chuyện nguy hiểm như vậy được. Chị đừng đi. Mọi người đừng lo, gia đình nông dân siêu phàm đã giúp nhiều người rồi. Đã đến lúc em cần phải làm gì đó cho gia đình nông dân siêu phàm mà. Nãy giờ ngươi đi đâu vậy? Ngươi canh chừng nói cho cẩn thận vào, lỡ có chuyện gì là Khô Lâu biến ngươi thành xác vụn đó. Dạ dạ, tôi sẽ không để sơ suất nào xảy ra. Lâm ơi, ông mau thả ta ra. Hey, ta có nhiều việc phải làm lắm, ngươi ngoan ngoãn ở đó đi. Hả? Ai mà cả gan đột nhập phi thuyền ác nhân? Người ở yên đây đó. Xíu ly, ta không quan tâm, đừng có gọi ta nữa. Là chị Thơ, bạn của Tám Tuốt đây. Chị Thơ, mình có nghe Tám Tuốt kể thì phải. Chị em mình chưa gặp nhau, nhưng chắc Tám Tuốt có kể với em về chị rồi đúng không? Mình không có nhiều thời gian, chúng ta phải tìm thuốc giải để cứu gia đình nông dân siêu phàm thôi. Tất cả là lỗi tại em. Em đã tin hội ác nhân và làm hại gia đình nông dân siêu phàm. Em đừng khóc, cùng nhau chúng ta có thể xoay chuyển tình thế mà. Nhưng làm cách nào? Em thông minh nên chị tin em sẽ có cách. Phải tìm cách ra khỏi đây đã. Báo động giả mà, mất thời gian của tao quá. Ôi, ta đau bụng quá à. Đau quá à. Tao chết mất. Cái gì vậy? Sao tao người này đau bụng? Đau lắm. Để ta đi gọi lão bụi. Không được, gọi lão bụi thì chậm á. Ngươi mau khiêng ta đi đến phòng cấp cứu đi. Nhanh lên, ta mà có chuyện gì thì ngươi sẽ thành xác vụn đó. Nếu gia đình nông dân siêu phàm không xuất hiện, ta sẽ bắn virus vào tất cả mọi người. Gia đình nông dân siêu phàm ơi, bắn cứu chúng tôi nha. Một, hai.
đây.